Trái ngược hẳn với Còi và Chip, suốt cả buổi hôm đó, người ta lại thấy Ken và Trắng cứ díu dít bên nhau mãi không rời nửa bước. Tất nhiên, cả hai người không hề biết rằng mình đang được một người thứ ba luôn theo dõi, quan tâm đến thế này. Ừ, chi cá nữa. Ghen rồi, không làm thì ổng nấu ăn ngon lắm chứ. Vẫn bộn bề tâm trạng, gỡ rối chuyện của mình còn chưa xong. Nhưng hôm đó, Mr. Còi bỗng bị lâm vào cảnh phải làm chuyên gia tư vấn bất đắc dĩ cho cả hai anh chàng. Một con người rất là giả tạo. Giống như sáng nay, về cái nằm ngủ liền, thấy Trắng vừa đi vô thì ngồi bực dậy, dạy như là ngồi làm như vẻ đau khổ rồi này nọ trước mặt Trắng. Trắng vừa vô nhà vô ngủ óc cái tới chiều. Một người vậy em nói thiệt với anh, em nhìn cũng nhiều rồi. Ngay từ đầu anh đi từ hành trình đầu tiên, nói chung là rất là từ đúng thành viên nam. Khi có thành viên mới lên rất là hòa đồng mọi người, rất là nói chung vì đó là anh em muốn rất là muốn là cái thẳng thắn cái chuyện tình cảm là một, thẳng thắn những quan điểm của mình là hai, quan điểm sống của mình. Ken được cái lợi thế hơn em là nói chung là xinh hơn em, nói chung là đẹp hơn em. Ý tưởng thì 26 năm mà nó anh cũng lớn, ý tưởng anh nhiều. Nếu mà ra ngoài cuộc sống á, Ken một người như Ken thì em chưa bao giờ em coi là một đối thủ xứng đáng của em. Bởi dạng như là Ken, dạng như là hình như em nói thẳng ra là từ lúc hành trình giờ như là muốn đấu đá với em. Nếu như em thích cái gì là Ken phải làm cái đó. Nếu mình thích bé Trắng thì Ken sẽ cố gắng nhìn được bé Trắng. Trong thành viên thì có Đen thì hay tâm sự anh và anh cũng quý nói về mình em. Thì khi anh muốn gì đó giúp Đen vượt qua chính mình và muốn Đen trở thành hơn. Em quan giác mình đã phá vỡ cái sự thái độ của Đen. Thật sự em thấy mình đôi khi mình, tại vì trước đây em cũng đã một lần làm người thứ ba và em có sợ cái cảm giác đó. Và đôi khi em cảm giác như mình thật sự rất là cô đơn. Mình đang muốn cái gì mà mình muốn. Đôi khi em muốn cả hai thứ. Em muốn vừa có tình cảm và vừa muốn giữ một tình bạn. Nhưng em không có thể làm cách nào để có thể dung hòa được hai chuyện đó. Ai cũng biết là em với Đen đang cạnh tranh một tình cảm của một người con gái. Bốn thành viên lúc trước đầu lên anh cũng nói là cái khía cạnh khi tình cảm ra tình cảm là anh em là anh em, ai cũng từ đầu đến nay vẫn ai cũng quan điểm đó. Có vẻ như câu chuyện của ba người Ken, Đen, Trắng đang mỗi lúc một phức tạp thêm. Nhưng sự kiện bất ngờ nhất của ngày hôm đó lại không hề liên quan gì đến ba người này, mà lại là một chuyện của một nhân vật khác. Đó là anh bộ đội Hồ Văn Khá, người đã để ý đến Suri từ những ngày qua. Hôm nay, anh Khá đã mạnh bạo có một cuộc hẹn chính thức với Suri ngay tại ngôi nhà tình yêu. Em xin đơn vị cho tôi đi 30 phút. 30 phút cho về là đi. Mai vô ra. Dạ, mai đây. Mai đi buồn á, không vui. Bây giờ em đã chấp nhận đi rồi thì em sẽ tuân theo những cái quy định của đoàn đưa ra. Còn mà ví dụ như có vấn đề phát sinh tình cảm riêng bên ngoài thì vấn đề đó thì phải đợi đến khi mà em phải rời hành trình. Chỉ xin đơn vị vỏn vẹn được 30 phút, nhưng không hiểu sao hôm đó, Suri và anh bộ đội chỉ im lặng ngồi bên nhau. Có lẽ đó là tâm trạng của những người phải chuẩn bị xa nhau. Vì chỉ ngày mai thôi, các thành viên sẽ phải tạm biệt đảo Cồn Cỏ này. Còn Trắng, cô cũng bất ngờ nhận được một cuộc hẹn. Không ai khác, người đó chính là... không chịu nằm. Đuổi tôi nói nhiều vô bộ. Nè, tặng nè. Tặng gì? Đưa cho bé Chip á hả? Không, tặng Trắng. Nó đọc cho. Sống bên biển ngày đêm sống giận dỗ. Biển mênh mông ôm trọn sống vào lòng. Cơn gió kia hờn ghen tình biển lớn. Gió lượn lờ, gió vẫn mãi cô đơn.
ai mà lượn lờ chi rồi mấy cô đơn, thay vì đừng lượn lờ thì đâu gì đâu, đúng không? Bản chất của gió nó vậy mà, thì biển, sóng, cái gió, thì đi gió chắc chắn là anh rồi. Rồi sao nữa? Rồi biển là ai? Đen. Sao sao đen là biển? Thì em thấy tình cảm của đen lớn quá hả? Đôi khi thì người ta nói có gió thì mới có sóng, nhưng mà không có biển thì cũng không có sóng. Vậy là vẫn nguyên sao? Vậy là phải có cả ba hả? Mịt mù lung tung quá, anh cũng không biết cho nó phải như thế nào. Thì có thể là không có gió thì sóng nằm gọn trong lòng biển rồi, đúng không? Không biết được. Anh cũng đừng có quan tâm quá là anh ảnh hưởng tới em, giữa em với lại đen. Tại bản thân em cũng đủ lớn để biết mà. Ừ. Tại vì ai cũng hiểu là, thì giống như anh nói, đen là biển lớn mà. Có thể là tình cảm của đen rất là nhiều mà chỉ dành cho duy nhất của mình em thôi. Thì anh cứ mãi vẫn qua cái chuyện đó. Thật sự tìm hiểu một người thì nếu như cứ nghĩ mãi tới chuyện đó thì sự là rất là yếu đuối, không có lập trường. Bởi vì mình không dám giành lấy những thái mình muốn có. Không biết là vô tình hay hữu ý, nhưng dường như chàng vẫn đang cố không hiểu những ẩn ý của những từ gió, sóng và biển trong bài thơ của Ken. Nhưng có một người thì dường như hiểu tất cả những điều ấy, chỉ lặng im và quan sát suốt cả buổi hẹn hò của Ken với Trắng. Nhưng cuối cùng, dường như đen cũng không thể im lặng hơn được nữa. Anh chàng bắt đầu ra tay hành động. Người ta còn nhớ, đã một lần đen tiết lộ những điều này. Anh dự định hết rồi, cái chút từ lúc trước lên hành trình anh dự định tôi tình với anh như thế nào rồi. Thế thì anh nghĩ là khoảng bao lâu nữa thì anh sẽ thật tình? Chẳng nhẽ, đen cũng đang cân nhắc đến quyết định quan trọng nhất trên hành trình. Đến tận lúc bình minh ngày mới, người ta vẫn còn thấy anh chàng miệt mài với những cánh trong tróng. Không biết với sự giúp đỡ nhiệt tình của Mr. Coy, liệu lần này chàng đen có may mắn hơn chăng? Này kêu chắn ra muốn nói mấy chuyện thôi. Thì hôm qua anh cũng suy nghĩ thì đen với chắn biết nhau cũng không quá dài, nhưng mà cũng không ngắn. Hiện tại thì tối hôm qua thì đang nghĩ là tự hỏi là nếu mà sau này không có Trắng hay là không gặp Trắng hay là đi trên hành trình hoặc là về không có Trắng thì đang sẽ như thế nào. Thì đôi khi Trắng giận hay Trắng la hay Trắng gì đó thì đang cũng hiểu là Trắng cũng muốn tốt cho đang thôi, thì đang Trắng như vậy. Nhiều khi Trắng nói là một người con trai có thể bảo vệ được mình, có thể che chở được mình. Thì đen không hứa là đen có thể làm tốt nghĩa vụ đó, nhưng mà đen có thể là cố gắng hết sức mình trong cái khả năng của mình, hoặc là với giới hạn ra một xíu, có thể bảo vệ che chắn Trắng bằng tất cả những gì có thể của mình, bằng tất cả những gì Trắng đen có. Hôm nay đen muốn nói Trắng ra thì đen chỉ muốn nói là bây giờ là đen không có thích Trắng nữa, mà là đen yêu Trắng.
Đen đã về từ rất lâu, nhưng Trắng vẫn ngồi lại. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô gái cá tính này bối rối đến thế. Hôm đó người ta đã đọc được những dòng này trong nhật ký của Trắng. Mình đang rất phân vân, cũng không biết phải làm thế nào với hai người. Ken thì chín chắn và hiểu mình, nhưng thời gian quá ngắn. Còn riêng Đen, tình cảm của mình sẽ dành cho Đen. Mình đang sợ nhầm lẫn giữa lời hứa và tình cảm. Và khi đọc được những dòng này trong nhật ký của Trắng, người ta mơ hồ nhận ra hình như có những bí ẩn nào đó trong mối quan hệ giữa hai người có cái tên rất lạ, Đen và Trắng. Có những bí mật mà mình không nói được cùng ai. Bản thân mình mới biết được ý định của Đen, và Đen đang cố để mọi người thấy được tình cảm của Đen với mình. Mình hiểu được tính cách của Đen, nhưng mình chỉ thổ lộ thì không ai tin. Chắc cứ giữ kín để mọi người từ từ thấy vậy. Nhưng người ta còn chưa kịp khám phá tiếp những bí mật đó thì một sự kiện mới đã xảy ra. Chào tất cả các bạn. Nhiệm vụ của chúng ta ở đảo Cồn Cỏ thì đã hoàn thành. Vậy là những ngày hoạt động tại đảo Cồn Cỏ đã kết thúc. Họ sẽ phải lên tàu để về đất liền tiếp tục hành trình cùng chuyến xe hồng. Biết tin bất ngờ, nhưng anh bộ đội tên Khá hôm đó cũng kịp xin phép đơn vị để đến chia tay các bạn. Thì cứ trước mấy chị em với anh, bây giờ mình cứ làm bạn đi đã. Rồi có gì đó thì... Em không ra đây, em cột qua chị. Dạ thôi, vậy được rồi anh, cái đó em hiểu mà. Được, em qua tình cảm được. Dạ, rồi. Dạ rồi, cái đó thì em hiểu. Thì nói chung là mấy anh ở đây thì trong những ngày vừa rồi thì mấy anh giúp đỡ tụi em, bọn em rất là nhiều. Nên là cái đó thì tụi em cũng thay mặt cả đoàn cảm ơn anh. Thì chúc em mong sẽ hoàn thành được nhiệm vụ. Dạ rồi, cảm ơn anh. Dạ rồi, thì em cũng mong anh là mình cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ là đến ngày ra quân. Cả năm tay đó. Thôi em, thôi được rồi anh. Được. Dạ, thôi. Nói cho em cũng ngại. Thôi, cái gì đấy thì hẹn gặp anh ở Sài Gòn đây dễ hơn. Sau này anh liên lạc anh sẽ tâm sự nhiều. Dạ rồi, vậy nha anh. Thời gian về ngày tháng cho phép. Dạ, chào anh. Dạ rồi. Gặp gỡ Suri chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi trên đảo, nhưng những tình cảm chân thành thì đúng là không có ranh giới nào ngăn nổi. Đây cũng là lần đầu tiên chuyến xe hồng tình yêu chứng kiến một sự kết nối trái tim giữa một chàng trai ngoài hành trình với một thành viên của chuyến xe hồng như thế này. Thời gian ngắn chưa đủ để hành trình có một tình yêu trọn vẹn nơi vùng đất đang mùa hoa phong ba nở này. Nhưng có lẽ sự chân thành nồng hậu của những con người ở mảnh đất này sẽ khiến người ta ấm lòng mỗi khi nhớ đến Cồn Cỏ, nơi tình yêu mãi ở lại. Chuột Đốm đã ra về một mình, nhưng có vẻ như mối quan hệ giữa Chip và Còi lại rơi vào khúc mắc mới. Cả Đen và Ken đều trong cuộc đua quyết liệt đến với trái tim của Trắng. Sau khi Chuột Đốm rơi hành trình và trước những tình cảm chân thành của anh bộ đội Khá, dường như tình cảm của Suri rơi vào khoảng lặng. Thay cho Chuột Đốm là một chàng trai mới, ai sẽ lên hành trình? Các thành viên sẽ có những ngày hoạt động đầy ý nghĩa tại quê hương của đại đội nữ pháo binh Ngư Thủy, một thời oai hùng với những chiến công làm khiếp vía lũ quân xâm lược. Tất cả sẽ có trong tập 214. Mời các bạn đón xem. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty MCV hợp tác sản xuất dựa theo format Lovebird Inori của Đài Truyền hình Fuji Nhật Bản.